chị. Cái điện điện lại này. Nó có ổ cắm ấy. Ra cái kia có ổ cắm không? Có ổ cắm ấy. Vân ơi, con quỷ Vân này. Ủa em có làm gì đâu. Mày đứng thôi. Không có. Có mình mày đứng đó thôi đó, mày xứ. Tao quên con mẹ cái gì rồi. Mày đồ đen tao quên rồi. Vì tao mới mua bể tao giết mày. Giữ thôi. Đậu đau đậu. Cầm. Quỷ xứ nó làm rớt điện thoại em nè. Chị thấy không? Nó làm cái cây bị thập kiển rồi. Mày giữ đi rồi lấy băng keo dán nó lại. Mén vẹn nó ba. Cô ơi, lấy cột băng keo cô ơi. Sao mà ở đâu mà có cái cây mà nó như cái cua vậy mấy. Như cái cua rụng vậy. Lấy băng keo đi, ta dán lại cho. Ờ, có băng keo rồi không? Không, trong này chỉ có băng keo giấy thôi. Chúa, chị xuống trong đó lúc nào vậy? Có. Chào các chị yêu nhé. Trưa nay em nghỉ live đó các chị. Làm đầm vi nhật á. Nó tỉ mỉ dữ lắm luôn á. Làm nó lâu quá. Cái gì vậy? Ui tôi ngồi cái điện thoại má ơi. Em không? À, làm đầm vi nhật nó tỉ mỉ á. Cho nên buổi trưa nay tụi em nghỉ. Cái lồng lấy bên khác. Đây là đi ngang qua mày cẩn thận đây, tao đang livestream mất Quang. Dán nó xuống dắt luôn đi. Thì dán đi. Mà như cái cuộn băng keo này bị mèo cào hay gì ấy. Nó nát luôn rồi đây. Như bị mèo cào hay gì ấy, nó nát rồi này. Này. Nó còn cái vẹn đâu. Ê để nó cân chưa trời. Nó xé sang kia đúng không? Đây coi nào. Vân đứng đây nha Vân. À, đứng đây chị coi đúng chỗ chưa? Chị giữ cây nha. Ừ. Ok. Ok đâu? Ok. Cái sáng ở bên này nè. Giờ mình làm cái nào? Làm cái này đúng không? Ôi mày để giữa đây. Dạ đầm form rộng nó phải rộng chị ơi. Cái nào có dây đai là em bán có dây đai. Còn cái nào không có dây đai thì nó không có dây đai. Các chị phải tự mua riêng thôi. Chứ nhà em không bán dây đai các chị ơi. Nhà em không bán dây đai. Ví dụ như cái dây cột á. Cái dây cột á. Các chị có muốn dây cột thì em có thể tặng chị cái dây cột được. Còn dây đai mà đai mặt gài bản thì em không có đâu. Các chị phải đi mua riêng chứ nhà em không có bán đâu. Đầm form rộng thì nó phải rộng rồi, bà rộng quá rồi kiểu gì nó là form rộng nó phải rộng chứ. Đầm form rộng thì phải rộng như thế thì mặc các chị điệp đai vào nó mới ra cánh dơi em đẹp chứ. Còn các chị size lớn thì mới mặc vừa chứ. Ở giữa này, mày dán ở giữa này. Ví dụ như dây cột á, dây cột màu đen á. Dây cột màu đen để cho nó hợp với các loại đầm thì được. Thì em có, em tặng. Chứ còn mà bảo cái đai mà có cái mặt gài vô thì em không có đâu. Tại vì nhà em không có bán đai. Đi trà sữa chưa có mà. Đặt trà sữa rồi, trà sữa khó không biết kêu. Con đi lấy mua chén dĩa nhá. Quá bà Thuận kìa. Mày đi hâm à, bà Thuận có đi. Đã gì được cây vào. Ê cái đưa cái đó đây. Thằng Phú đang làm cái đó sao? Đúng rồi. Nó xách cái gì băng đi đâu rồi á. Lên lấy cái em lấy giấy gì á, nhét vào đó đi. Nhét vào cái chỗ đây đi, buông này thôi. Nó hỏng vậy. Lấy cái gì nhét vào đây này. Cho nó cân nè. À.
Dạ ok chị Trần Hằng ơi. Ok chị Trần Hằng, để có gì em nói bé nó ghi vào. Chị nhắn chị ơi. Chị Trần Hằng ơi. Chị nhắn tin vào trong cái tin nhắn Facebook của em với. Để hôm sau có đơn hàng của chị ấy, là các bé nó phải kiểm tra cái tin nhắn của chị. Chị yêu cầu gì nó sẽ gửi cho chị. Không nhắn vào tin vào trong tin nhắn Facebook là bị quên ngay ấy. Chị nhắn tin vào trong đó. Khi các bé gửi biên lai cho chị, nó phải kiểm tra từ trên xuống dưới xem chị có yêu cầu gì và phản hồi gì, nó sẽ làm theo nhá chị nhá. Nhắn tin vào đấy cho em là hôm sau giao hàng cho chị, cho gửi cho chị xin sợi dây cột eo, sợi dây cột eo là em gửi cho một vài sợi ha. Về chị cột chứ không là quên mất đó chị. Mẹ cột băng keo này như có ma trời. Mẹ cột băng keo như có ma trời. Vừa gỡ xong rồi nó lại bị đấy rồi. Bị hạ, bị cụ. Tí tổ gây đấy chứ. Cột băng keo này bị có ma sao trời. Tìm ra chỗ luôn đó trời. Mày có tin là tao cắn mày không? Cắn nó lên đây. Kéo. Sao vậy? Dễ thương vậy. Má tao không nghĩ sao mà nó thiết kế cái đèn live stream. Má nó giống như cái lờ rụng vậy. Thế luôn tao phải phục được cái bọn nào nó chế được cái đèn live stream nó như cái lờ rụng vậy. Thiết kế được cái đèn livestream cho nó đàng hoàng tử tế, mẹ nó dẹo tới dẹo lui, mẹ đúng là chị ăn hại vì tiền của bố mẹ làm ra. Thiết kế cái đèn livestream cũng thiết kế đàng hoàng tử tế. Thấy chưa, ổn chưa? Mẹ nó không thiết kế thì thôi, nó thiết kế cây xào mẹ nó dẹo tới dẹo lui. Nó đưa mày chi? Con đúng tiền. Ủa em giơ tay lấy chị. Không trời đâu mà không trời. Mày đổ nhiều mồ hôi vậy. Cái chỗ này là cái chỗ đang là chuẩn bị đồ cắt dấu đây. Đồ chứ chỗ này là chỗ khu vực chỗ này là cái chỗ mà để tụi em làm động viên nhật á, giặt ủi á. Có chị xin thay nước tôi con này, chị hết nước. Cái ngăn kéo của chị đã chị nhờ mày ra là lấy cho chị à? Ở ngăn kéo trang điểm của chị Vân. Dạ. Hai viên thuốc Avatar với lại một viên thuốc ngậm ở trong đấy luôn. Viên thuốc ngậm kẹo ngậm màu xanh á. Ở ngăn kéo trên bàn trang điểm á. Bên Avatar không má? À, ở đây là tụi em đang làm viên nhật đây này. Ủa gì? Chỗ này là chỗ tụi em đang làm đầm viên nhật đấy. Muốn cho các chị xem tụi em đang làm đầm viên nhật đây. Đầm viên nhật để được một con đầm viên nhật thực phẩm nó rất là lâu công ấy, phải giặt phải ủi rồi còn phải nói chung là làm đủ thứ kiểu ấy. Các chị mà không quen là không làm được đâu. Phú Phú đâu Phú? Đây 600 ngàn luôn. Giảm giá 600 vô. Lên được một con đầm nó rất là tốn nhiều công á chị. Nó có cái công mà dập mà kẹp cái ly quạt cái ly của nó để ủi á. Nó cũng rất là lâu công rồi.
trước tiên là mình phải ngâm cái này trước. Đi qua đi lại đi đường này hay này như thế nào đấy, để xích cái này vô tí không? Nhưng mà đừng có cho sát tường, sát tường nó cà rát cái vai, kiểm tra coi sát tường nó còn chỗ nào trống trống không, còn vô được tí không? Còn vô được tí. Rồi vô tí đi, được chưa? Quay thử coi cạ vai không, cạ không? Ta tí đi. Ok, okay. Để làm một con đầm Nhật nó lâu công lắm các chị ơi. Trưa nay em phải nghỉ á. Trưa nay em nghỉ để mới được vô. Mà con nói cô Hương mới trả đó. Con nói cô Hương làm xong mới cổ mới trả. Đưa chị. Đưa chị làm giá luôn. Còn bình ngoài á, ngoài cái giò bá ở trong cái tủ bá ngồi á. Chừng nào nước tới thì kêu ba về nha. Bảy đưa qua kia đi. Bảy đưa qua kia, bên kia 4, 5, 6, 7 gì bên đó đấy. Cái cây xào là 4, 5, 6, 7 gì, mỗi cứ mỗi đứa học. Cầm đây rồi, cầm đây đi. Xinh quá. Lâu lắm rồi mới được con trắng đẹp người. Trắng gấm. Con này có đai. Treo đai vô đi con. Con này có đai luôn á. Đai đẹp lắm. Treo đai vô. Ở bên cái nó cái đó nhiều, cái đó có con nó nhiều, một chiều à? Ê, nó nghe, cái cây này để đây nguy hiểm á, quay vô cái đèn không? Đẩy xích cây vô tí. Ở ra nó đẩy vượt, có chừng nó quay đủ cái tường. Cái bọc để giặt có cái này để dưới luôn đi. Cái kẹt ở dưới á. Dưới bên này má ơi. Con là 1,5 triệu, có cái giá rồi bỏ vào đây. Chiều nay tụi em phải nghỉ để làm hàng với cái chị. Với lại cản tiếng quá. Em cản tiếng quá nó không nổi. Nghỉ bữa đi. Chứ con là cản tiếng quá không nói nổi. Ê nó nghe con này có đai. Cái con màu này có đai. Xong rồi nha chị ơi. Ôi. Em xong con đó rồi. Con đó để kiểm tra cái này, cái con bên cạnh lần nữa, cái chiều dài nó đo chiều dài chứ, cô đi tí mạnh quá. Cái đo chiều dài, đi con. Lấy nước về trước rồi cô. Mà đúng luôn là trời. Đúng đài đó luôn á. Mai má đo con trắng rồi má, con em đo rồi má. Thế chị không nhớ con màu nào. Mày bảo con trắng kia mày đo đi. Dạ, đi mày đo con đây con sọc phải hâm à. Cảnh chị giờ. Con này nó hâm rồi đây. Con này có đai ấy. Nhiều.
Trong 12 à? Trong 12 duyệt. Con này có đai chỉ có luôn đó, đai của nó luôn đó. Chiều dài 112 lận đó, ghê chưa? Trắng cực kỳ đẹp. Chiều dài 112 còn nguyên đai luôn. Còn nguyên đai á, đẹp quá. Ừ, tầm 12 triệu vô. Con này hai triệu bỏ đây, ở cây nào, hai triệu bỏ cây nào, bỏ đúng không? Đây, 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 triệu. Cây này tiền triệu. Bỏ ra. Ừ, ta nói người ta dán được đó. Cô mày đưa nó dán giùm cho. Nó không chịu cho em soi cái xào, em để mẫu dán một khung mà nó không cho em soi cái xào, chị hiểu không? Mày có phải nãy mày cầm ở đây không? Mà cái khung kế tiếp của tao nằm ở đây chưa? Tao mày thấy cho mày quá, tao cắm nó cho mày giờ. Em cắn mắt gì vậy? Con mày mày may cái này đi con ơi, con may nó vô chị lại. May cái mặt đai này vô. May vô rồi, rồi treo vô con này. Con đẹp quá trời. Đẹp không? Con này đẹp không? Dập ly dập ơ, đẹp không? Ủa mày con này vô 700 đấy. Tí xíu nó làm cái đai xong treo vô. Đây là một con tiểu thư rất là VIP, một con tiểu thư dập ly, đẹp không? Trời ơi nó đẹp tốt rồi, trời ơi những cái con mà chân váy xếp ly như vậy nó hiếm lắm các chị ơi. Thường ở bình thường những cái con mà nó chuẩn độ dài và chân váy xếp ly như vậy rất là hiếm, nó hiếm cực kỳ á, hiếm cực kỳ, hiếm luôn. Con vẫn đưa cái này ra cho đưa chị cái kẹp cái con này chị để một ly rồi đưa ra cho bác bảy một cái ly rồi cho chị đây nhanh gì đó, cái chỗ này nó bị bể một cái ly này, bây giờ chị dẹp ra rồi kêu bác bảy cho một cái ly rồi thôi nhá. Rồi đây một cái ly rồi thôi, đưa đem mà chị con kêu Huyền, Huyền ơi, Huyền nhờ đi. Chỗ này nó bể một ly, con chị kẹp lại rồi đấy, cô đem đây cô đẩy một ly này rồi, đúng một ly thôi nha, nhắm được không? Không được đưa cho mẹ con làm nhé, nhắm được không? Không. Đây con dao, con dao cô ơi. Con này chịu dài như ra đi. Cái thùng nơ đây, nhìn kéo thùng nơ, kéo thùng bông hoa nơ, bông hoa nơ kéo đây chị. Chào các chị yêu nhá, Hôm nay em nghỉ live buổi trưa và buổi tối. Để em tranh thủ làm đầm vi nhật ha. Làm đầm vi nhật cho nó lên xào. Với lại trong thời gian chờ đợi làm đầm vi nhật thì em nghỉ bữa dưỡng cái họng cản tiếng quá. Dưỡng sức. Bữa nay em ốm rồi, em cản tiếng quá rồi, em không like được. Không nói được này. Dưỡng sức trong khi mình dưỡng sức thì mình làm đầm vi nhật. Rồi ngày mai bớt rồi em đỡ khản tiếng đi rồi bắt đầu em like nha. Nhanh bảy. Đang có một đường thì. Ok Duyệt. À rồi, thằng đó rồi.
Còn một đường nữa em ơi. Đưa ra cho cô ủi lại cái đường sau, còn đường. Đấy kẹp kẹp. Đấy kẹp kẹp. Cho cô còn đường. Hai cái kẹp được. Ê, còn thùng nữa đâu em, còn thùng dây nữa đâu ta, còn thùng bóng, còn thùng dây. Mai thì mai bữa nay em nghỉ đỡ đỡ thẳng tiếng, mai bắt đầu em like hết cái hàng giả, hết cái đầm viên Nhật là lô trước, sau bắt đầu mới lên bán mấy cái đồ này, bắt đầu lên cái hàng này mới lên, nó đẹp lắm luôn á. Hàng này em mới khui đó, mới khui mới giặt ủi lên nó đẹp lắm. Chị nào mà yêu đam mê đầm viên Nhật tuyệt phẩm á, ráng bấm theo dõi Facebook của em nha, trang fanpage của em nha. Vài hôm nữa em sẽ like tới dòng tuyệt phẩm này đấy. Tại dòng đầm viên này nó đẹp lắm, các chị mê lắm luôn á. Không khi các chị em mê mà. Xong nhận được chưa? Còn chưa? Dẹp bớt cái này còn chưa? Con này dài quá, tôi sợ nó sẽ đục đất, đục dưới. Con này dán 500 đi em. Còn ổn chưa? Ok, tuyệt. Nhưng mà con đi dài lắm, đem nó không được đâu, để đây luôn, để đây luôn. Em đi một triệu dán cho con này.
đẹp chưa? Chân tay xếp ly quá đẹp. Này này, cầm. Con này may lắm. Nó già mày lắm. Chưa có lọ. Nhật mê lắm, nhìn nó mê lắm. Chịu nha. Tay trái à? Em thuận tay phải á. Em mà cầm tay trái em đập bể đồ hết trơn á. Em thuận tay phải á. Tại vì trong hình trong live á, các chị nhìn thấy nó ngược á. Em thuận tay phải đấy, không có thuận tay trái đâu. Làm cho cái đai con này nó đẹp. Cái đai của nó đẹp quá trời. Mình cho nó cái mặt. Con này ghi 700 luôn. Cái chỗ 700 của em đâu? Chưa có. Ủa nãy con kia 700 à? Con mới gắn đai. Con lạ lắm. Biết rồi, em biết rồi, em biết rồi. Nhờ mẹ lạ. Chị làm đầm sinh nhật này phải đam mê làm được rồi. Nó cực lắm các chị ơi, tốn nhiều thời gian nữa. Chuyển gian kia chị thấy em dùng kéo cắt một cái trái này. Chị đồng một cái mặt này, nó chìa ra luôn ấy.
nó chia ra ông để ảnh hưởng tới dòng họ này mày không? Mà sao mày nắm mồm vậy? Đồ mẹ cái này nó đứa nào cạp nó mà nó bẹt nhép rồi. Nhà này chắc đói ăn hay sao nó kẹp mấy cái nó tìm kẹp mấy cái đầu ở đây này, nó dẹp cho được. À thì đã. Chứ mắc được đấy. Mãi tới không có cùng mà nó bẻ thế cái giống như thì nó đáng buồn luôn đấy nhỉ. Đó, thì đã. Mắc được chưa? Vẫn chưa mắc được đấy. Thì đã. Tao bậy một cái nữa rồi. Mày không được mà chết đâu. Gồng dữ lắm á. Được rồi, bị sách thì đâu không? Treo vô con nó đi nè. Bà bọc đi, mày đưa phải phát cho nó gặp đi. Thế cái này là Âu mà, Âu bên này mà. Ông con Âu được còn nguyên tem hết. Một con hiệu xịn nữa còn nguyên tem nữa rồi. Marion gì đây này. Trời ơi. Con này hiệu ơi xịn luôn. Bảo sao chất lã thế. Chất phê lòi ra. Đây à, chất phê lòi ra. Bữa nay làm tới hết tầm kia tới năm Âu. Tầm kia nhiều quá, chưa làm tới Âu hết trơn. Con này 600 thôi. Giá 600 nhỉ. Chặt mã rồi. Bán nhau 70. Bán con này đẹp quá. Con này xin chia buồn với chị Kim Hoa Hình nhá. Chị đã chặt rồi. Em còn là 70 thôi. Con này size 9 nhỏ. Size 9 nhỏ em 70 nha. Hàng hiệu dây xích vàng. Ê đánh đâu xong đơn chưa? Đẹp nhỉ. Dạ mang con này đẹp quá. Con đẹp, 2 triệu vô. Mấy con 2 triệu để cái này. Để rất nhiều có. Có. Ở đây.
Nhung gì? Chị quên bé trắng này rồi sao? Con này phê quá. Con này phê. Trời ơi sao nó phê chứ trời, con này nó phê gì mà phê từng ly từng tí luôn trời. Đẹp kinh khủng khiếp á. Quá đẹp luôn đó. Con nó đẹp. Có chết rồi, con nó đẹp quá trời. Kêu anh về chưa? Có nước rồi, kêu anh về đi. Cho anh về để cắt bánh đi. Chị bánh với chị và ký em. À, con đẹp quá. Con này nó quá đẹp quá trời. Trời ơi, con nó đẹp gì mà đẹp. Cô hiền hủ cho chị cái sợi dây này. Tối nay em nghỉ một tối nữa nha các chị nhé. Tại em khản tiếng quá em nghỉ dưỡng sức một tối nữa. Rồi ngày mai bắt đầu mình chiến đấu ha. Em bắt đầu chiến đấu từ chiều mai nhé. Ba về chưa? Ba đang về. Ừ, lấy bánh đi, lấy bánh để ba đi. Mình ra nha, có để con Tom đi chơi. Ừ. Ba mình về mày được chứ. Để hâm à. Thằng này bị hâm rồi. Cảm ơn em, cảm ơn. Con là gì 1 triệu không? 1 triệu, 1 triệu.
Đã về chưa? Chồng, à, chồng ơi, à, cắt bánh ở trên bàn nó cho mua đề vừa bỏ ra. Cắt bánh à? À. Hai đứa đi mua bánh mua nước nãy giờ đây. Để vừa bỏ đi ra đây. Có bác bật ăn, bật ăn chim không? Để vừa ra liền chứ. Con này nó quá đẹp luôn. Trời ơi, con này nó quá đẹp luôn đó trời. Trời ơi, nó đẹp. Đẹp quá. Gấm xịn nha các anh. Gấm xịn nha các tình yêu ơi, gấm xịn sò nha. Gấm siêu đẹp. Đi vô hai chị. Bây giờ, ủa con này đẹp quá. Cái này còn nguyên tem luôn á. Bây giờ mình đi ra ngoài mình cắt bánh sinh nhật thôi hả? Đi các tình yêu ơi, đi ra đây ăn sinh nhật chồng em nè. Đi ra ăn sinh nhật chồng cổ của anh đã rồi. Đi ăn bánh đi rồi vô được em không? Đi vậy đi, kiếm đèn đi. Mèo ơi, mèo em ơi. Sao nằm đây con ơi, nằm giữa đường nó đạp bể bụng bây giờ. Nhà em là đang làm đầm vi nhật là nó hơi nhoi. Đây nhà em đây. Trời ơi đang lên đầm vi nhật. Toàn bộ đầm vi nhật hôm nay bắt đầu lên xào. Toàn bộ đầm vi nhật hôm nay lên xào các chị thấy không? Nó rất là nhiều. Cả hàng ngàn hàng vạn con luôn, không thể nào mà đếm hết được. Tụi em ơi ra đi ra đây tụi em ơi. Hôm nay là bên khu vực Khâu Cúc. Bên này đang độ nhoi nhoi, đang nhoi. Mũi con đây phải cẩn thận, mũi con đây đắt tiền là mũi ơi. Rồi các tình yêu ơi, dừng tay, ăn sinh nhật nào. Sinh nhật của chồng yêu. Sinh nhật của chồng nha. Hôm nay là sinh nhật của dấu chồng nhà em. Ai, bạn hai con đi mua bánh này, mua bánh cho ba đây. Rồi. Nghỉ tay mọi người ơi, nghỉ tay. Này. Nghỉ tay ra ăn sinh nhật nào. Chồng ơi, cầu nguyện đi chồng ơi. Em bé lên bàn. Happy birthday to. Ôi, chưa thổi đấy mà. Thôi rồi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. À, đây hôm nay đâu rồi, các nhân viên nói rồi, các em vẽ ra chưa? Chưa. Kêu các nhân viên về đây ăn bánh, ăn sinh nhật của anh đã làm không hết. Hai cái đang xong hả? Ờ vậy tôi đóng xong rồi về cũng được. À, khu vực chỉnh chu cho các tình yêu chu neo đây. Rồi cắt bánh thôi. Ôi cái này ăn được không? Không phải dâu để đá nó bị nó người ta xịt cái mật nha lên á. Người ta xịt mật nha lên á. Ủa tiền ăn được không? Được, kem, cái này kem mà. Ủa tiền là kem hả? Mày cho tôi phải lấy con dao bài, mày sắc bánh sinh nhật ớn quá. Ủa nó không có cho dao hả? Ôi mày lấy dao mày cắt cũng được. Đây nước cà rốt ép của ba đây. Khai đao. Thơm cà rốt đây nhá. Đây khai đao. Ba đứng phía trong ba. À, không phải tự nhiên là con về sớm đâu mà, thấy không? Ta tính hết rồi. Mày cái số hưởng sao cứ gặp ăn uống rồi mày không à? Dạ nhà nhìn có hai mấy người à ba? Ba cắt đại diện đi rồi ai ăn bao nhiêu tới đây? Tự cắt. Trời ơi ngon quá. Đưa cho bà ngoại qua. Quang đưa bà ngoại. Cho bà ngoại cái gì bỏ lên chồng. Cho bà ngoại cái trái gì bỏ lên đây. Bà ngoại ăn cái gì bà ngoại ăn cái như ấy. Đây. Rồi trái tim nữa. Rồi cho bà ngoại trái tim.
rồi. Hôm nay em cuốn với ông bà nội ông ra. Em buồn. Đây. Dạ em cảm ơn các chị yêu nha, đã chúc mừng sinh nhật cho chồng em. Hôm nay là sinh nhật chồng em đây, không có tổ chức gì hết. Chỉ có một cái bánh nhỏ nhỏ thôi để mọi người cùng thưởng thức trong cái ngày sinh nhật của chồng em, để nhớ cái ngày sinh nhật của chồng em đây. Trong các màu mỏng thôi chồng, cái này dày quá. Cái này dày quá. Dày quá ngán không anh hết. Nó to quá ngán không anh hết. Rồi đưa cho bà được không? Đưa cho bà, đưa cho dì Hoa này, bà Hoa này. Bà Hoa rồi bà Huyền, rồi bà Thanh nữa. Trời ơi, ai lấy rượu nhiều quá. Nhiều các bớt ra một nửa đi. Chia bớt ra một nửa. Nhiều thì chia ra, con hết thì chia ra. Còn ăn hết thì ăn đi. Rồi chia ra này, được chia cho mọi người đi con. Chia đi, muỗng này. Xé muỗng ra mày đưa cho ta không, ăn bằng gì. Mày đưa muỗng cho bà chưa? Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Tư Lê nha. Cảm ơn chị Tô Bánh Lò, cảm ơn các chị yêu nha. Cảm ơn chị Xuân Thủy nha. Ê, bánh này có vẻ ngon quá. Nhìn cái bánh ngon quá. Nhìn cái bánh ngon ghê á. Đang dò với số mà mới dò có 2 con nè. Mới mẹ cái vụ gì vậy? 50. Mới dò có 2 con nè. Cái này đâu có mạnh áp vào được đâu. Mới dò có 2 con à. Ồ là sao trúng số nữa hả? Sao ngày nào cũng trúng số vậy chồng? Ngày nào chồng em cũng trúng số à, số đầu hết trơn á. Dạ em cảm ơn chị Tô Bánh Lọt nha. Vụ gì tiếng gì? Mai tôi được. Ôi ai thông báo rồi? Người ta gọi điện hả? Vâng, mai ai đi chị đi hả? Mai chứng minh đi hả? Mấy giờ? 8-9 giờ sáng cũng được. 8-9 giờ sáng mình đến từ 7 giờ được không? Mình đợi mày lãnh tiền mà. Ô ngày mai mình được lãnh tiền Covid. Cầm mỗi người ai ấy cầm đi trời ơi. Ai không ăn? Ừ, vậy đi. Dừng tay đi Hằng. Dừng tay ăn đi em. Dừng tay ăn đi, có con đầm. Ê Hằng ơi, bơi con đầm nó chị coi đẹp vậy. Trời, cái cổ con đầm đẹp quá. Bạn với tụi em. Em có rồi. Em có rồi hả? Trời ơi, ăn cái này ngon nè. Ủa cái này giấy hay là kem? Cái này ăn được không? Được. Ăn được, cái này ăn được. Có chưa? Ê, bánh ngon quá. Ủa có chưa? Cô Hương có chưa? Rồi ngựa. Má đi ra có về nha. Bình ơi, lên nhận bánh mang lên. Từ đợi ta 5 phút đi con. Chạy đi mua thuốc cho má nè. Ơ thằng Quang nó biết chỗ đấy mua à? Chồng đổi, ba đổi cái số luôn. À chồng đổi cái số luôn. Chồng mua cái số cào đi chồng, hai bên cào chồng. Tôi mua nhiều nhiều chút hơn hai bên chơi chồng. Tôi mua đi ba, sao mặt trời sắp lạnh rồi ba. Mày đi đâu? Tôi nó nghỉ bán. Mày đi chơi mà mày vội vậy. Ê Quang, con mua bánh thì ngon đúng không Quang? Chồng ơi ngồi ăn đi chồng. Ủa đi đâu vậy? Ủa sinh nhật mà ba đi đâu ba? Đi đổi vé số. Không, Quang nó đi, nó hết quá. Ba đổi vé số à? Đây vé số trúng nè. Trời ơi trời, bay rồi vé số đi. Của em đâu? Chị à, chị à, mẹ chị nó vô nó nhoi mẹ. Nó kêu nó của nó đâu này mẹ. Đây bên này đầy này. Đây có chai rượu này, úi giời chai rượu sâm banh má ơi. Ê cái chai này uống được không? Không được. Không, má nghĩ là chai nước ngọt. Nước đường á. Chai nước đường á. Kẹp ngon quá. Ê nó nè, uống rượu không? Uống rượu sâm banh không? Chai chi bát nè. Cái chai to bằng ngón tay luôn đó nè. Cái chai to bằng ngón tay luôn đó trời. Vậy đó. Ê mày bỏ cái dao vô mồm mày ghê mày. Đấy cái gì đấy không? Hôm nay xin chào chồng em nè. Mời các chị ăn bánh nha. Trời bánh rất là ngon luôn. Sao bánh mày ngon vậy?
bữa nay mình mua cái bánh này ngon không Quang? Lần đầu tiên ăn bánh ngon vậy luôn á. Ngon. Nó có bắp á. Nói chung là lần đầu tiên mà ăn cái bánh sinh nhật ngon như thế này. Chị ơi về ăn không chị? Chị về ăn không chị? Ngon không chị ơi? Trời ơi, bánh ngon. Bữa nay sao bánh ngon sinh nhật ngon dữ trời. Bữa nay là bữa nay là sinh nhật của anh đây mà mấy đứa nó mua cái bánh ngon thế. Lần đầu tiên ăn cái bánh ngon thế. Ôi, ở đây có con bé lum này các chị. Chị nào yêu thích dòng bé lum. Đây là con bé lum tuyệt phẩm đang để ngắm đây. Đấy, đang để ngắm đấy chưa bạn đấy. Đẹp không? Một con bé lum hơi bị xịn giò luôn. Một con bé lum hơi bị xịn giò, con bé lum dã man đẹp. Chị ơi, con này đẹp quá. Ừ, ra mặc được. Ra mặc đi. Ê, nó nghe cái đồng tiền ăn được không? Con nghĩ là ăn được. Nó ăn thử miếng nghe. Nhưng mà cái polymer trên này ăn được không? Không được, cái lầu chiếc polymer này. Bánh chưa bán hàng phát từ người xem thôi. Ngon quá chị ơi, bánh này quá ngon. Toàn bắp không ạ? Cái kem này bằng bắp á. Nó không phải là bằng kem mà mình ăn dở. Ờ, nó có ngán. Nó có ngán. Cái này là bằng bắp á. Cái kem này là bằng bắp á. Trời, sao ngon dữ vậy? Ai mua ta? Đứa nào mua bánh ngon rồi? Con. Ủa sao tao mày giật phần tao mày? Con mua hả? Tối con mua cái nữa đi con. Người ngon nghe thấy ngon quá. Tôi mua cái nữa. Là hồi đó sinh nhật con, tao cũng mua cho cái như vậy nè. Tối mua cái nữa đi. Chị. Mua để dành. Thôi nó hết. Vậy đó. Ê, cái này ăn được không? Được. Ăn được. Mình phải tờ giấy nha. À không, nó in lên luôn. Mẹ nó in lên đây luôn, tao cạo cũng được nè. Mới ra ăn được á. Mới ra ăn được á. Vậy là cục gì? Chú la trắng à? Chú la trắng. Ngon quá. Mời các chị ăn bánh nha các chị ơi, ngon quá. Cái nơ này mai đính. Cái nơ ăn được không? Cái nơ ăn được không? Đính đậm. Cái tưởng ăn được, ăn luôn đi. Đính hay đậm. Trời, ăn cái ông này luôn sao ta? Cái hình của ông ở trong tiền đô la. Ăn ông luôn hả trời? Tôi nghĩ ông vậy. Em ơi, về đây ăn bánh được rồi em. Ai? Này trong hàng phía nào? Trong hàng gì đây? Hoa đâu? Hoa đâu? Hoa có chưa Hoa? Dạ có. 600 bàn còn nhiều bánh vậy? Đứa nào chưa ăn bánh không? 600 bàn còn nhiều bánh vậy? Ai chưa ăn tới ăn nha. Xin thông báo nha, bánh hơi bị ngon nha. Ăn đi ở dưới này nha. Bà Lý chưa có. Bà Lý về lông. Cho bà Lý cái bình. Bà Lý về lông. Ăn lẹ đi không mua là tí xỉu dần mòm chỗ còn bánh hết bây giờ. Nè nè. Cho mọi người xem nha, nhân viên nhà em đang nhoi này. Nhoi đầm này. Cái của gì đâu? Đang đẻ. Cái con này. Trời ơi, nó nhoi như đám giòi vậy đó. Được được mà. Cái này đục điện thoại chị đổi nha. Sửa nhưng mà mắc. Bằng cái tiền mua cái mới. Cho đi đi. Đồng hồ là màu hồng luôn á, mắc hơn.
mua cho con một cái bánh sinh nhật đó, bất ngờ nó đang ngủ bê vô cái thùng, đang ngủ tự nhiên bê bánh sinh nhật vô. Người ta đang tỉnh táo rồi kia bê ra không, đang ngủ. Happy birthday. Thì cũng sắp sinh nhật tao rồi đó. Thì có sinh nhật của anh tháng mấy ra quê nè? 26. Hả? 26 rồi. Này thế rồi ta. 26 tháng mấy? 26 tháng 4. Chỉ cần một chỉ vàng thôi. Vô gì? Vô gà chỉ vàng. Có một chỉ vàng. Em gom hết cái đầm vô đi, em đưa cái lót cho cô xử đi. Gom hết cái đầm vô. Kéo đi. Gom hết cái đầm vô thôi, nó hư, nó vô ra cái đầm, nó hư cái đầm của nó. Thì cũng sắp sinh nhật con đó má. Bị xuống cái chứ phải chơi đâu. Chích lắc giờ cũng rồi mình để trên cây tràm, treo cây sầu của ai? Dạ. Một chích lắc. Chích lắc bạc nhiều tiền. Ghê vậy, bà không nói năng gì mà sao còn đông người xem dữ vậy? Ừ, chẳng mấy được người xem vậy hả? Sao bất ngờ vậy? Nãy giờ bà không bảo chỉ có ăn thôi mà còn chẳng có mấy người to luôn trời. Trời ơi Phương, làm sao mà quay khoảng 5 tiếng phi. Chú ai kìa. Ai kìa, em kém cái mở chứ. Sao mấy người coi. Ôi lâu ăn rồi, thấy được người ta. Thấy gì đấy chứ, sao đâu. Thấy người ta nhìn, người ta thấy đánh giá. Đánh giá cái gì kệ vậy ta. Mệt quá. Bánh ngon quá, mọi người không ăn đi. Ta ăn hết rồi đó. Tao tán sáu hãng giờ hai kìm đứa nào để bàn tao? Không biết. Đứa nào để hai kìm để bàn tao? Không biết. Em có nha. Không có nha, chị cũng có lấy nha. Đi vô là chị đi vô làm việc. Ủa? Em lỡ đây em kìm cái nào không được không? Tao kìm cái mỏ mày nô vô bây giờ á. Trời ơi đẹp quá, con này đẹp quá. Con này bao đẹp luôn á. À, vô làm việc. Phú đâu mà vô làm việc Phú ơi. Lại chú tôi cái này gì đây? Ê cái này cái gì đây? Mày hỏi muối này, cái nhà này cái gì? Thì muối ơi, cái gì nè? Thì muối cái gì lạ lắm? Thì muối ơi. Em mới cái đó chỉ ngồi đó giờ em vô dồn cái xe đó vô đây em lấy cái cây đó để. Tức là cái này mày kịp rồi đúng không? Rồi, chung lên cục dây đang treo móc lên. Rồi rồi ok ok. Mày coi. Chung lên. Tao hết hồn làm tao giật cả mình, tao bảo ủa cái cây này cái gì? Em mới dùng cái đó lên đây rồi. Cái cây này là cây kiểm rồi đúng không? Dạ. Để tí tao làm giả đúng không? Dạ. Giật cả mình à? Nè to vô này chị muối chạy nhanh. Làm giật cả mình quỷ à? Còn cái này kêu ủi chưa. Ê cái con này cưng vậy? Đưa đây kiểm luôn cho. Đây. Không, nó chưa vô hàng này. Để chị coi, chị cho chỗ này coi. Mẹ dính màu mẹ. Ok, đi xử lý được. Đưa con gom nó vô bọc hết đi. Không, cổ không bị đâu. Cái cổ chị coi nó không bị. Không có bị, không bị cổ đâu. Mày gom hết cái đó vô bọc đi, đưa hai tay vô cô xử lý đi. Chị con, ê đây, con này. Đem, dơ, cầm dơ ra. Con đấy hàng hiệu của xịn sò đấy. Cho chị Hà làm cái eo đi, cho đẹp đi. Lên cái eo chun cho đẹp đi. Con này đem ra kiểm đây này, con này eo vê đẹp này. Con kia mày chấm nước mắm này chị coi. Dạ. Xong rồi con đầm này mày treo lên cái bị 6 luôn đi. Ờ, mày treo lên cái cây số 6 gì luôn đi. Mày chấm nước mắm cái này, mày treo cái này lên cây số 6 chị, để tao xử lý sau. Cầm, đâu rồi, nó đâu rồi? Quỷ sứ, vừa nói xong nó chạy mất tiêu à. Đây con hoàng gia này đem ra kiểm này. Con này dây xích. Đây con này treo cây xào chị Hà đi, chị Hà làm chu neo, chán hết chu rồi. Đây con hoàng gia đẹp này quá, má con hoàng gia đẹp quá, con này kiểm. Con bét lum này đem ra kiểm luôn. Con phong Âu này để kiểm tra coi, ok. Con này đem ra kiểm luôn đi. Đâu con này luôn, ok. Em đâu mất rồi. Ở xem mọi người đi đường vậy, ồ con nó để em ở đây vậy, ồ. Chị kê á. Ở cây số 6 á bà. Ở cây số 6 á bà ơi bà. Tiếp tục làm đầm sinh nhật thôi các tình yêu ơi. Tranh thủ hết cỡ ha. Tranh thủ hết cỡ. Con đi qua tỷ.
em ơi em. Chị để đây cho chị cái để cái số 6 ta đi tìm gần chết. Tìm có con này nó có bộ 3 em ơi. Bộ 3. Em coi cái số 4 chị muốn mang vô coi có cái con này màu xanh không? Nếu mà không có con này màu xanh thì kệ hỏi chị muốn thôi, có cái con này màu xanh đưa trả đi. Cái này nó có bộ 3 luôn á, một con màu xanh, một con màu hồng hơn con này thì phải. Một con màu hồng hơn con này tí. Hay là hồng nhẹ hơn gì đó. Nó có bộ 3 cái giống nhau á. Chị nhớ là một con hồng hơn với một con hồng hơn nhạt hơn gì đó. Với lại một con màu xanh, con màu xanh này khẳng định ra ngoài chỗ chị muốn rồi đó. Mà ra mà đòi con màu xanh. Đây, một con. Đâu? Ở đây đúng rồi đấy. Đấy. Phải nhớ mà con màu xanh. Màu xanh với màu gì? Còn một con màu hồng. Con này hồng con một hơn hả? Cái này hồng cam, còn một con hồng hồng nhạt nữa. Bộ 3 mà bữa chị cua được bộ 3 mà. Bốn mươi. Chị nhớ là cái này nó còn một con nữa. Màu hồng. Ờ. Đâu rồi? Đâu đây? Mày nhớ không? Mày nhớ không? Nhớ em mới kiểm. Mày có kiểm rồi. Mày kiểm rồi là có một con màu xanh. Còn một con màu hồng. Ê được. Nhớ con hồng nhạt á. Có con hồng nhạt đó, có con hồng nhạt đó, mày tìm đủ con hồng nhạt đó cho đủ bọc qua đi. Bộ 3 nó mới đẹp chứ. Đâu được không? Thấy không? Ừ đúng rồi, đúng rồi. Đó. Cái đai này chị con ở nhà. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, nó kiểm rồi. Ba con đúng không? Nhớ hồi nãy mới kiểm. Đâu? Đó, có chữ. Sơn quá. Thanh nhật vậy? Thanh nó đi. Mày đi qua bên đây, mày bỏ cái này vô đây coi, mày đứng ở đây gì? Nè, bỏ bọc nè. Tao kiểm tra cái ơ này coi, có lấy cái ơ được không? Kim này kim chỉ đây. Được kim chỉ đây. Cũng biết chưa? Để số tay trơn nữa ta. Không. Rửa tay đâu. Cái kim nhỏ xíu ở đâu ra vậy? Cái kim nhỏ này đâu ra vậy? Mọi khi mình làm cái kim lớn mà bữa nay kim nhỏ đâu? Kim nhỏ này đâm ngon lắm. Rồi cắt đây, cắt. Đâm vô nách mày bây giờ. À, đi mà đâm cái quần què vô nách tôi. Cái này nè. Mọi xe vô này. La được nó lại ra. Cái này có hai con mà, còn gấm màu y vầy đâu. Không biết. Y chang con này màu hồng y vầy luôn mà nó là gấm con này lụa. Không biết, chưa thấy, chưa xuất hiện. Nó lại ở đâu rồi, chưa thấy. Hai con mà giống như nhau luôn, một form luôn á. Nhưng mà con kia là gấm, con này là lụa. Để im tao làm coi, đang là làm cầm kim mà cứ mong moi rờ đủ mát, đập cho bây giờ. Cắt này, cắt dây gì ạ? Cắt xích xích đâu, để rồi mày cắt quần què, cắt sắt vô cái tầm á. Rồi kia nè. Trời đẹp quá hả? Trời em đẹp quá các chị ơi. Xinh không? Em quá xinh rồi. Một em. Đó là lẹo đó, mày đạp mò lâu quá rồi trời. Em chờ nãy giờ cho chị khâu cái nơi em. Con này con đai luôn nè.
Anh thầy cột. Đây con này cái màu này. Về trên mẹ nha. Về trên mẹ con à? Ừ. Tí con lên mà. Ừ. Dạ đến đi ạ. Mà đi Mỹ ta. Cho em nhà chung mình ạ. Chỗ mình lớn nói chuyện mà đi Mỹ ta. Đấy chị ơi, tối nay chị không đi chú nhúc một mình. Đẹp không các chị, đẹp không? Rất là đẹp luôn. Con này treo đai vô chưa? Trời ơi con này đẹp quá đi ạ. Ai của em còn tem ha. Em đây. Em cưng quá. Ba em đây. Em này. Ba làm mày cái gì đó đâu mà mày buộc ghê vậy. Có đi đâu? Ai gài vậy? Ai gài ở đây vậy? Gì đây? Dẫn vô cho vui. À, cái hũ nhỏ là chị ấn à. Hũ to là thuốc viêm họng. Bà biết mà đúng không? Bà biết mà chị vừa vợ anh mua mà đúng không? Bà bao nhiêu liều ở trong cái thuốc kia? Cái này là 15 liều. Cái này là 30 liều. Ồ. Ok, cảm ơn chồng. Tôi để bàn đi, tôi tiêu tô của. Chồng ăn bánh đi, chồng ơi, ăn bánh đi chồng. Chồng ơi, tối lên mẹ chồng ơi. Tối nay dỗ bà chồng ơi. Ổn không? Cho các cô hiện đuổi đi em. Đuổi đi đưa vào chị. Đuổi cái đó đi
đây, cái thứ này còn quen. Chị mới thấy con đầm này đâu á. Em cho nó cái mặt kia đi, làm sẵn đi, cái tí còn là đục tới đó, chị thấy mới thấy nó đâu á. Để chị cho chụp cho đi. Con này, cái này bỏ bọc luôn. Bỏ cái này bọc luôn. Bỏ này bọc. Nhưng mà để nó tí xíu là nó không cắt. Con này của con này. Chị làm cái đơn cho con này. Đính kim rồi. Em bỏ vào bọc luôn á. Bỏ vào bọc luôn. Con này để chị làm cái đơn cho nó được. Màu xanh. Có cái nơi màu xanh như vậy. Nhỏ thế này. Ô duyệt. Cho cái kìm cắt nó cắt đây nè. Đẹp chưa? Tấn cứ đi cho đi, nó đâm vào ngược tay chị luôn. Không cần thiết kim to quá vậy, kim kim nhỏ quá, kim nhỏ này để làm cái cổ á, để mua cái cổ đẹp, được không? Làm cái cổ á. Còn mình làm cái này kim nhỏ như vậy bán nó đâm chết mẹ luôn á. Đẹp quá, trời dễ thương quá, trời ba con dễ thương quá, ba em, bốn em, dễ thương quá, ba em thì dễ thương quá, bốn em, em nó cũng ra, xe em này thì thôi, mới tinh hết trơn, còn nguyên tem luôn đó trời. Tôi có thấy vui 700, đồng giá 700. Cẩn thận mình quật vào cái đèn light á. Con này bỏ bọc đi. Cái này lúc đầu nhìn rồi nó còn cong. Ừ, tôi tưởng nó cong con á. Dây cột, nó dây cột nơ á. Cắt con này bánh bèo. Cột đeo á, cái gì dây cột đeo.
còn quá đẹp luôn á. Con hàng đấy Sanyo. Sanyo. Em Sanyo. Chiều rưỡi vô đi. Con này sao nhìn nó giống phi công vậy? Móc kiểu gì mà giống phi công vậy? Do cái móc này là do kiểu gì? Bà... móc cũng phi công. Có chị đổi cái móc khác được không? Móc tiền có đầm tiền triệu, móc cái móc bẹ tẩm vậy. Sức đâu mà. Cái móc đẹp cho con đàn hoa ủ mà đưa cái móc đúng không? Trời ơi, quá đẹp rồi. Quá đẹp luôn đó trời. Dập ly hộp á, dập nó dập ly vuông á cái gì, ly hộp á. Sao lấy cái đai mình bút cá mình bị điên à, cái đầu óc này nó thâm độc vậy. Đai nhưng mà mình nghĩ sao mày bút một cái thì còn có què gì người nữa. Mày bọc đây còn gọn nha, còn chặt quá nha. Còn một con vàng như vậy mà còn. Hai con vàng đâu mấy. Tao làm cùng một lượt luôn, tao làm một con rồi còn con nữa đâu. Hỏi à, cái mối con mối nó giục con vàng đâu rồi. À, chị bên cái này tìm cái đó chị coi. Con vàng giống như con muối, con vàng đồng á. Con vàng đồng á. Thôi thôi mày quay cây giùm chị là được. Đây 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 đây. Mẹ nó đem kẻ nam người Bắc đi. Có hai vợ chồng người ta mà nó đem kẻ nam người Bắc đi. Hai con này hai con giống như nhau luôn, một cặp luôn. Ly vuông nhá. Ly vuông cùng một size luôn nhá. Các chị nhìn cái ly vuông của nó này. Cái màu vàng báo yêu. Cái màu vàng đẹp luôn nè. Hai con một cặp luôn. Ly vuông á. Nhìn cái ly này cái gì? Phê không? Gấm và vác một vác nặng luôn á. Tí thưa là cà phê. Để này đi. Để này nha chị. Ừ. Quá đẹp rồi. Cái gì chúa? Cái đai này mới vừa, cái bình này vừa. Đưa cái kìm này. Đưa cái bộ bấm đây. Bấm vào trái trước ý. Có hâm này nữa.
quá đẹp. Có chị một bấm rồi. Được. Đi đi mẹ, lấy kịp có đó đi. Nên sớm nha. Ăn cơm sớm đều về tối hôm nay không? Hay nghỉ. À, tối nay con nghỉ mà con làm việc khác, con nhiều việc rồi. Ôi, ok, để đó chị. Biết hai đứa mày rồi. Hai đứa mày cũng hợp nhau ghê nhỉ, ăn vặt đi đâu gì đó. Không phải đâu, mấy đứa kia nó ăn trước rồi, giờ tụi em mới được ăn, hiểu không? Dạ. Tao tưởng mày hợp nhau ghê, ăn vặt đi đâu luôn đó. Mấy tuần rồi em không? Em nhéo nát cái nhà. Mày phải nhéo tao một lần cho tao vào cái tháng. Thiệt chứ cái nhà quá. Sữa. Dạ, dạ. Nó rủ em uống trà sữa chứ. Ê, chị ta đã được những trà sữa nào uống đâu. Uống hả? Chắc trà sữa vô cho chị. Có đứa nào cho đâu mà uống. Ê, tao đâu có uống được cái cô chị. Tụi bay đừng có dụ tao uống trà sữa nha. Ủa, tao đâu có uống đâu. Tụi bay vô trà sữa cho tao uống. Tao cảm tiếng rồi uống chi nữa, có tao uống mà dụ tao uống như trà sữa, tao cảm tiếng đứa bữa nay nè. Em mang trà sữa xuống hâm nóng cho chị. Tao vả mày tức chết cục bây giờ. Mày nghĩ sao trà sữa hâm nóng mà không à. Giờ uống lạnh không được thì hâm nóng thôi chứ biết sao giờ. Thôi qua bên kia đi. Con này không tiền rồi. Bên đó bao nhiêu tiền? Bên đó cho bao nhiêu tiền? Bên này từ 1 triệu tới 2 triệu. 1 triệu 2 triệu hả? Vâng. Được quá. 1 triệu 2, 1 triệu rưỡi 2 triệu. Được qua đó 2 triệu đi. Là còn mày đang còn cái gì đó hả? Đúng rồi. Lối vô hỏi con ơi, cái tâm đi ra còn gì? Cái này 5 khối. Đây cái này nó ở cái set. Ở cái set nó có một set. Con ai uống em? Dạ con ai? Dạ con ai?
mày ngồi mày ăn mày sướng nha. Mẹ tao tán xéo háng bây giờ. Tao đang vội đây, mày vô vô mày phụ tao mày ngồi mày ăn sướng nha. Đi 1 triệu vô. Nào nữa, con nữ lại con này nó có đen nhỉ? Mày qua bên này, bạn này. Mày đứng ở chỗ không? Mày đứng ở cái chỗ mà ăn có nồi ngồi có hướng, mày đứng ở chỗ có cái hướng mà trái tường đi. Đổi bọc mới đi. Đổi bọc mới đi. Làm đến vai tao nữa trời. Con đầm đẹp rồi nó không lỡ làm đến vai thì tao giao cho mày con đầm mày không nhớ mày phải hỏi tao. Ủa? Cô lôi cái bao đệm vai cho phòng để chị kiếm đệm vai cho này chị đẹp rồi. Lôi cái phòng đệm vai, nói chung là lôi đệm vai đấy đi. Khỏe đẹp quá. Đẹp quá. Con này đẹp quá các chị. Ôi chị Hồng Thị Nguyễn, em chào chị Hồng Thị Nguyễn nha, chào tất cả chị yêu nha. Đẹp không? Chị dài chắc 10 mấy luôn rồi, 12 luôn rồi. Đâu? Đâu?
Ủa cái gì đấy? Tổ Na. Nhiên chọn được bộ đúng đúng ý luôn là vì Tiểu Năng ấy. Sao có các đúng ý nên nó bị Tiểu Năng đấy? Nè, tự nhiên đúng ý Tiểu Năng. Đừng có chụp chụp. Ủa sao có con? Chỉ là vậy đó. Đi trong cặp đàn hoàng tử tế trời. Lần đầu tiên khu được con công đẹp. Lần đầu tiên trong đời khu được con công quá đẹp như vậy. Một con công quá đẹp. Một con công thiệt là xịt sò. Xịt sò con bò. Con công. Biết luôn á. Rồi con này nó chưa làm đến vai nữa rồi. Cái con hâm này nó con này đẹp bởi vì nó không làm đến vai cho mình ấy. Cô Vũ mày bê cái cho cái sọt đấy ra đây đi, tới đấy nó mệt quá. Đây. Không làm đẹp thế không làm đến vai cho tôi. Để tôi đến đây tôi nhoi. Rồi con. Thôi dẹp cái bỏ qua đây rồi đây. Thiếu. Ê cái rổ dưới là cái gì Vân? À bông hoa nơ ạ. Bao là gì Vân? Đập bộ đen ạ. Ơ Vân, bỏ đây, bỏ đây.
Trời, hai đứa nó để hai nơi vậy. Tìm chết con mẹ. Ê, con Vân đo đi Vân. Con này đo đi Vân. Em bé, cánh bé, cái đụng bé. Xích lên, con xích lên. Thiếu, thiếu. Thiếu rồi, cái đó thiếu rồi, này thiếu rồi. Thiếu cái chiều, chiều trên, chiều cao, chiều dài. Con đo đi Vân. Dệt. Tiếp không? Đây đây. Mẹ cái vai gì to vậy? Tại thiếu này. Ủa cái này đâu quá cái rồi. Cái này vừa nè. Đông cái tay cái. Đó này các bạn. Tôi vừa một cái đó đâu có một cái. To quá. To quá đó. Vâng. Như cả phân rưỡi. Sao mày nắng không ưa mưa không chịu vậy? Lúc thì thiếu một phân rưỡi, hai phân, lúc thì thiếu một phân rưỡi. Mày muốn tao làm sao? Mấy cái này cứ một cái vậy. Tụi mình làm sao mà nó rồi rạc từng cái trái ra bà chú. Mày mày hỏi con Bình coi, mày nó đói đệm vai sao vậy này? Mày nó đệm vai kiểu này hay một cái nói kia vậy? Thế còn một cái nói kia đâu? Ba cái ba màu. Thế còn ba cái của nó đâu? Nó ăn à? Mày đổ cái mẹ đâu coi nào. Hết hồn à? Hết hồn, tụi thấy rồi. Anh nhận chưa thấy. Đây kẹp bông kiểu gì mà nó cứ bung ra mày này. Cái này thiểu năng á, mày nhìn thấy không? Hai cái này một là một này, thiểu năng này. Đây, cái con này rồi đâu một cái nữa. Ai biết. Ê, cái này đâu này, cái này vừa nè. Mà đâu. Đây, 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 mày đo đi, mày đo đi. Bảo đảm nó vượt. Mày thông báo con Bình, Bình, mày phải làm đệm vai cái gì mà sao giờ tao nhìn thấy cái rổ đệm vai có mỗi thứ một cái vậy. Ok, được không? Được không? Được. Rồi, mày kẹp để đó đi. Trời ơi, ba cái này đẹp quá luôn đó. Là đâu? Nhưng mà nó có ba cái, ba màu à. Tình á. Công 2 triệu rưỡi thôi. Ừ. Đỏ kìa. Đỏ. Đỏ. Đỏ một một luôn. Mệt quá. Ừ. Thì em mình tém chi để rồi. Có hai thằng này nó đứng cạnh nó nè đó. Sợi dây á, sợi dây mất mẹ rồi này. Rồi, luôn. Đây nó eo rồi đâu rồi. Nó khổ thiệt đấy chứ nhờ. Mẹ. Kiếm được cái này với cái kia nhờ khổ nhờ. Ê cái này gọi luôn nè cứu. Bảy á Phú ơi, bảy á. Bảy bảy. Cũng nhận màu nhu cho chị nha. Mày tìm cái đai này đi. Mày kiếm cái đai, cái đẹp vai này. Con nó đẹp vậy, con đem đẹp vai cho tao khổ ghê hết rồi. Tuyệt vời luôn, vừa khít
Sống nhiều năm rồi chứ cái tình trạng này. Chú còn để im đây ta để nó. Đấy cái em bỏ mày bỏ này cho bọc keo đi. Ghi vô có cái tờ giấy nào đó có ghi cổ trắng á. Em có ghi cái giấy cổ trắng không? Có mày kiếm cái cổ trắng mà ghi ra. Mày ghi vô đây mày dán cái này là làm cổ trắng. Cái bài làm cổ trắng. Trong cái nồi có không? Để xem đã. Nó ở trong một nồi á. Buồn lắm, màu này buồn lắm. Đứa nào đổ nó sọt ra đây vậy? Đứa nào đổ nó sọt ra đây? Mày đổ nó sọt ra đây đúng không? Mày dạ. Chặn đường tao đúng không? Dạ, để em chặn như cho chị. Tao để em đây, tao đang làm việc. Dễ thương nha. Dễ thương nha. Mày đổ ra đi thôi, tao phải mày nhập vô, tao không kiếm được, tao bơi ra đó. Trời má, mấy màu như nhu này, thú thích lắm vậy. Nè, mày luồn vô cái cổ này, mày có cái lỗ không? Vâng. Luồn vô cột nơ của nơ luôn. Bím à? Ừ, tao bím vô ghi 700. Sợ quá. Con mũi nó kêu là nó tìm con đầm này không ra. Con tìm con đầm này là cổ số 4. Mày ghé cái mày lấy cái băng keo mày ghi ghi là cổ số 4 như vậy. Cái số 4 nó có rồi đấy. Nó đi làm cổ số 4 xong rồi nó đi tìm mất con đầm đấy. Vân ghi vô lấy băng keo ghi vô Vân. Dạ. Ghi là làm cổ số 4. Chị ơi em tìm được cổ số 4 rồi, bây giờ em mất con đập rồi. Mày thấy lãng xẹt không? Em 7. Đưa em cây bút này. 7 7 Trời ơi, thiếu đẹp vai đấy má ơi. Ôi trời ơi, cùng màu luôn đó trời. Vừa không? Ừ, thiếu 2,5 nữa vừa luôn. Kiểm tra cái tình thiếu 2,5 nữa đó. Cũng làm đây chút. Thật tình là con này là vừa luôn á, cái miếng này là vừa luôn đó trời. Thật đâu? Mày hỏi con Bình nó đâu? Đâu còn lâu mới biết. Miếng này vừa y luôn đó trời. Ê, có cái màu luôn kìa.
thấy thế phải là một không? Đó. Ui má ơi, thề đúng đúng y chang rồi. Má vừa khít. Đó rồi, nhặt con. Hát vừa khít thôi. Phước tôi. Cho mày nè. Sợ quá. Làm là hồng. Mà hồng còn chê sặc sỡ nữa. Biết sao vừa nữa. Ê cái này chung là một nè. Kẹp vô. Cứ mỗi đứa một lời. Bảy phút rồi. Cái này la cái sọt cho nó đi xuống nó la vô cái đèn cho đưa cái đầm cao lên. Siêu phẩm nhưng mà nhảy cái bột bắt đi má. Tôi mới phát hiện được cái đại gia xịt sò. Trời má Phú ơi. Ê chị đợi chơi đồ hàng với tụi em không? Kẹp cũng dù nữa. Ui cái kẹp này phải kẹp với cái này nè, nó mới hợp. Đâu rồi? Đây nè. Chị thấy nó hợp trên từng cm không? Cái này quá đẹp luôn chồng. Lại vô đây má ơi. Phú cho Phú nè. Cục đầu. Khỏi bị tay. Mày đứng người ta vướng quá. Nè cố đi. Đấy. Sang đây cũng đều. Nè đứng bên kia cũng đều. Nè nó. Tình không? Không biết sao với mày luôn á. Em biết làm sao vừa nuôi chị luôn á. Tao biết làm sao tao vừa ý mày được cái thầy. Em biết làm sao cho chị vừa khít cái nuôi chị luôn á. Mà tao khổ với tao, tự nhiên tao khổ đi biết đấy. Em tự nhiên em khổ. Từ ngày mà có mày vô tao khổ ra đấy đi. Có thêm mày nó đỡ mệt tao mà sao tao mệt thêm đi. Em sao kỳ vậy? Nhiêu chị? Mày làm chuyện tu chưa? Nè. Thì người ta đang bận, đang ngắm mấy con siêu phẩm đi. Mấy con nào siêu phẩm à? Không, con này đang còn có kiệu vàng nè. Con này cũng đẹp nè. Ủa con cái đúng vậy nè. Con này cũng đẹp nè. Cúc dự phòng có 3 cái à. Cúc ít lắm em dự phòng có 3 cái nha à, chị ơi. Như xích nè. Vàng nè. Ô quên đang làm bên này mà sao sọt qua đây. Lên đây coi. Đó. Con này đẹp quá. Đi đây nó còn chơi. Mày đứng xa xa đâu mà. Mày treo đi, mày đứng xa xa đâu. Treo lên tay đi, mày đứng lên chị coi đây. Mà chị mày quật vô cái đèn, tao coi lại giá. Đo với con công hai con bằng nhau không? Công dài hơn. Quay qua tao coi. Công dài rồi hai. Con này sao cái gì nó cũng còn mà trời, dây cột nơ cũng còn, dây đai cũng còn. Bỏ cái này vô bọc này, bỏ dây vô bọc này bày. Thank you.
xếp cọc không? Cái kìm mò dẹp ở đâu mà sao đưa cái kìm mò ngắn cùng đó. Cái kìm mò dài hết rồi. Đứa nào chắc cái kìm mò dài rồi đổi cái kìm mò cụt vào đây. Cái này 700 không? Cho cái đại, quay cái đại.
được. Được dám ăn chưa? Đây mà. Đây này, một chút rồi, chút rồi. Cái chỗ máy bay mà cái máy bay sát đây chị hả, ở dưới đường gầm nó có một cái rổ toàn là những cái mặt cài á, những cái rổ nó bưng ra đây chị. Rồi mày xong chưa? Đây 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 đây. Xong thì em cắn luôn. Ôi trời, trời, má đâu? Không thấy má đâu đâu. Ra thăm má hả? Ra thăm má hả? Mai biết sinh nhật ba không? Không, không biết sinh nhật ba không? Cái gì vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao đang ngồi đây? Người ta nhìn kìa. Đang live stream mà người ta nhìn kìa. Đứng đi coi nào. Mà coi nào, bộ đồ đẹp không? Đứng đi coi nào, bộ đồ đẹp không? Đứng lên coi. Không, bộ đồ đứng lên. Mày có một khu đây gãy. Mày như có voi mày đu cái xe gãy vậy. Mày như có cái thằng nó nhão xuống xương à trời. Cút. Mày nhoi quá. Các cô ơi, nhìn cún trà con nè, nhìn chú cún trà con nè, nè cún nè, cún bé nhỏ lắm, cún bé nhỏ. Con nhìn con, nhìn các cô coi sắp mày nhói nhói dưới trời này. Ai đây, con chào các cô, con chào các cô nha, nhìn cần nhìn tim điện thoại à. Con nặng quá cún, đứng đạp nó gãy quá nè. Cầm khẩu trang à. Đi đâu? Đang giờ này có phòng ngủ hả mà. Uống đủ, như giờ này vô phòng ngủ. Giờ này đâu vô phòng ngủ trời. Các cô thấy con không? Thấy con nhỏ không? Con nhỏ bé quá à. Con nhỏ bé lắm. Gì vậy? Không trời. Đi ra chúc mừng sinh nhật ba đi. Chúc mừng sinh nhật ba nha. Đây. Đi đường kia.
đi đâu này đi, tắm đi. Ủa thắp đổ cái đèn bây giờ. Không dữ thật. Làm rồi, gì đã biết rồi. Nè. Đó, còn cả một kiện tầm mua được một con này thôi đấy. Cả một kiện tầm được một con đỏ, con vàng thôi đấy. Thấy không? Thấy em. Ừ, coi. Giờ tôi biết cái cục tròn này có công dụng này nữa. Chiều dài chuẩn của nó trời, chuẩn chắc 10 luôn đó trời. Nhìn ngắn ngắn mặt tưởng luôn ngắn, ai ngờ chuẩn chắc 10 luôn đó trời. Xịn chưa? Để nhìn lùn lùn mà phải giỏ đi nha. Lùn lùn mà phụ tùn nó đầy đủ đó nha. Đúng rồi. Con này không phải đơn giản đâu nha. Con này nhỏ nha. Con này nó cực kỳ đẹp luôn, nó dập ly hết trơn luôn nè. Còn đai luôn nha. Ê, nó nghe mấy giờ rồi mấy đứa? Theo mấy giờ rồi? Ủa, con này đai xịt phòng quá. Đồ này đa xịn quá. Đa xịn ghê luôn đó trời. Thôi mày để đi cái đó vào tự nhiên đi. Á, phải có đai luôn trời. Trời có đai xịn luôn trời. Để dành mình xin người yêu mày á. Bây giờ mày hỏi mày hỏi tao. Tao bảo mày mai mày hỏi mày mày hỏi tao. Đi chịu được một triệu một triệu. Chắc chắn là tôi mai không sai không cần. Cũng chẳng biết là này như thế nào. Má con vàng này siêu đẹp. Má con vàng chỉ ra 112 luôn đó trời.
quay đẹp quá. Chiều 2 của anh. Chiều 2, chiều 2. Trời ơi, con đẹp nó chạy video đẹp quá. Đổi lại con. Má làm cái gì mà má bơi đầm đầm vậy? Đang đầm đầm đi, cô còn chú vàng 111. Chỗ này là xì gió quá. Con này trần trò nhưng mà con được cái này cái gì má? Có để vai, để vai, để vai. Thì nhớ cái kẹp rồi má. Cuốn cuốn màu này nhung này cuốn. Màu hả? Này đẹp nè. Ừ, màu nhu cuốn nè, thấy đẹp không? Đưa cho mẹ đi. Cho mẹ ơi. Màu này nhu nè. Đừng đi ghê. Màu đỏ mà. Nãy đâu đâu có đạt được đâu mà còn. Màu đỏ này đẹp. Chưa tới, chưa tới, chưa có đạt đỏ. Mày phiền tao quá, con quỷ, hai đứa quỷ xuống. Ê, đuổi lại. Cái gì nó văng vào mặt này. Cẩn thận cái đồ đen. Cho lê lưỡi đó.
trên đổ cái đèn của mẹ chứ đấy. Nè, đó, đi xem mẹ đi. Đây, đưa mẹ. Cái con này giống cái con kia mà con này từ dài con kia mấy phân luôn. Con này đẹp kia luôn. Làm màu đỏ hả má? Ừ màu đỏ. Ừ cái kem này màu đỏ nè. Nhưng mà bầu này màu đỏ đậm hơn hả má? Ừ. Hồi này con đi ra kia con thấy cái màu đỏ nó không có đậm gì hết. Ừ, nó giống cái màu này nè. Ừ cái đỏ nó không có đậm gì hết trơn á. Cái đỏ này nó đậm đẹp nè. Ôi trời ơi. Các hai ơi là mình phải bịt miệng lại đó con. Như vậy là không tốt đâu. Mình phải bịt miệng lại chứ. Tại ba. Như vậy là kỳ lắm. Như vậy là mất lịch sự đó con. Người ta cười mình đó, người ta không tay đâu. Người ta cười là người ta chê mình là hiểu không? Khi mình hắt hơi, mình ho, mình phải quay ra chỗ khác hoặc mình che lại, mình đừng có hắt hơi vào mặt người ta. Như vậy là sẽ không có tốt đâu, hiểu không? Nghe máy nhạc không? Nhất là đi lên lớp á. Có bạn bè là con không được ho vào mặt bạn bè nữa chưa? Như vậy là mất lịch sự lắm, hiểu không? Nhưng mà bạn nghe ngồi sao không con mà? Ừ, thì máy nhạc vậy. Máy nhạc như vậy, hiểu không? Ho vào mặt bạn là mất lịch sự lắm, hiểu không? Nè, nè, nè. Em con đây con. Lặng đây. Lặng. À con này tao biết. Làm một số like nghỉ nha. Các chị ơi, bye bye các tình yêu nhá. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhá. Tối nay em sẽ nghỉ like một bữa ha. Để chuẩn bị cái đầm pin này cho nó xong. Làm rất là nhiều, tối nay là lên làm rất là nhiều. Với em cũng khản tiếng á, không còn like được. Bữa nay chỉ nghĩ dưỡng sức một bữa. Hẹn gặp lại vào ngày mai ha. Trưa mai và tối mai mình chiến đấu nhá. Bye bye các tình yêu nhá. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhá.